Famikit vị sô-cô-la, uống ngon chóng lớn. Lướt xe điện về nào, quách như sao. Quan trước nhà con đói quá. Rồi, đợi người lớn đi con. Đấy, ông xuống rồi. Bới cho ông ăn. Dạ không. Cái gì á? Ây da. Ông à. Ông bà sao vậy bà? Đi lại ghế ngồi coi. Ủa? Đào bà. Gì vậy ghế nè. Ghế đây nè. Cái gì vậy bà? Ông làm gì vậy? Bận cái áo chi mà giống cái ghế quá, tụi cái ghế. Nè, con mắt ông sao rồi? Chắc là đau mắt rồi. Đừng nhìn. Trời đất ơi là trời. Mấy đứa này làm quá. Hoàng Anh ơi. Dạ. Ra coi mắt ba con sao nè. Dạ. Coi mắt giùm ba con ơi, sao nó nhức quá đi. Sao vậy ba? Không biết nữa. Để con coi cho. Ba ơi, cái này chắc là bị viêm giác mạc rồi đó. Vậy hả? Nhưng mà con nghĩ là tốt nhất ba nên tới bệnh viện ba khám đi nha. Khám hơn con. Dạ. Mấy người kia. Dạ. Về chỗ ngồi đi, cái này không có lây. Không lây à cô? Cô là bác sĩ, cô nói cho không sao đâu. Dạ, thầy có mã. Sao mà đau mắt đỏ rồi? Đau mắt đỏ hồi nào, nói tầm bậy không à, ăn cơm đi. Ba nhớ đi khám nha ba. Rồi, ba đi liền, cảm ơn. Nội bị cái gì ba? Cục. Cái thằng này. Cái gì ba? Chị em sợ lây hả chị? Cái đâu có đâu ba. Giả bộ hả? Còn con nữa. Cái công ty... cái cổ phiếu công ty tài chính Đông Nam Á bán ra lâu rồi mà sao không thấy chuyển vô tài khoản mình vậy? Để đi lên kiểm tra tài khoản liền nha ba. Đi liền đi. Ây da. Alo, tôi nghe nè. Trời ơi, xong trả tiền cho tao Quân. Trời ơi, mày cho tao xin lỗi nha, tao chưa có. Mày điên hả? Mày làm vậy mày giết tao. Mày mượn tao, mày nói là mày mượn tao 2-3 ngày. Bây giờ gần cả tháng rồi, kiếm tiền trả cho tao đi. Bạn ơi, nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn kẹt quá à. Hay là bạn cho tôi thêm vài ngày được không? Mày đừng kêu tao bằng bạn. Mày đừng kêu tao bằng bạn, mày hãy coi là như một người dân bình thường đi. Mày mượn tao 2-3 ngày, mày trả bây giờ 1 tháng trời. Lần trước là tao bị giật một lần rồi, tao bị mấy thằng bạn đó cũng chỉ bạn giật tao một lần rồi. Lần này tao nghe mày than khổ, tao cho mày mượn đã. Bây giờ mày làm vậy nữa, ba tao giết tao chết. Mày trả tiền cho tao nha. Tao không cần biết, mày trả tiền cho tao, còn không thì mày đi tới, mày gặp tao liền, dễ lẹ lên. Các em hãy nhìn và ghi cho kỹ, để tuần sau thầy đến kiểm tra nha. Dạ. Thưa thầy. Tuấn, Phong, hai em đó hả? Còn nhớ tụi con hả? Hai đứa này lớn thiệt rồi. Mà hai em tới trường có chuyện gì không? Dạ tụi em tới trường chỉ để thăm thầy thôi à. Mặc quân phục nhìn quái ghê ta. Giờ này thầy khỏe không thầy? Thầy vẫn khỏe. Ủa? Thầy ơi, hai anh này là ai vậy ạ? Hai anh này Tuấn, đây là Phong. Hai anh này á đang là sinh viên của trường hàng không, tương lai là phi công đó. Chào cả lớp. Hay lắm, hai em á tới đây rồi thì cũng nói gì với mấy em nó tí.
tụi nó, mấy đứa nhóc này á, tụi nó chưa có nghị lực, chưa có biết gì hết. Tụi nó đang cần phải biết thêm ý chí và nghị lực. Hả? Sao giờ mới nói? Mày điên quá Hạnh ơi. Số tiền lớn chứ phải nhỏ đâu, nó phải mấy trăm ngàn đâu mà cho tự tiện cho mượn. Bị bạn quên tiền một lần chưa sợ hay sao mà tính bạn kiểu đó hả? Hèn chi ba mày, từ sáng giờ đi kiếm mày mấy lần rồi mày điện thoại cũng bắt máy nữa. Nó nói với con là nó trả, mẹ đừng nói cho ba nghe nha. Trời ơi, tao không hiểu mày sao nữa, tối ngày mày gây chuyện phiền phức trong nhà này không à, làm sao giấu ba mày được chứ hả? Bây giờ chuyện ai làm, dám làm thì dám nhận đi. Anh ơi. À, ủa mẹ. Trời ơi, hết hồn hết vía. Ủa, anh làm gì giật mình vậy? Có chuyện gì hả? À, không không, anh không biết. Còn hỏi gì nữa, giờ cái mặt nói là biết có chuyện rồi. Cái thứ đột nguyên như heo mà. Mà chuyện gì vậy mẹ? Quýnh hoài, quýnh ghét tóc rụng hết trơn, quýnh hoài. Mẹ, cái có gì? Chuyện gì nữa vậy? Ơi! Bà đó đây. Tôi đây nè. Ôi trời đất ơi, làm gì mà tụ tập hết ở trong này vậy? Hả? Có chuyện gì vậy ông? Rồi đó bụng quá nè. Đói bụng à, để em ra em dọn cơm mình ăn nha. Ủa? Sao này ngọt như mía đùi. Ở trời ơi, còn cái thằng này đó. Sao được gọi điện thoại không trả lời vậy ông? Hả? Nè, nghe nói là công ty gì Hòa Bình cổ phiếu đang lên đó. Ý, nha, nhớ chưa? À, đối với anh, việc bay lượn trên bầu trời là điều mơ ước lớn nhất của anh. Anh mong rằng các em sẽ học thật giỏi, thật ngoan để thực hiện được ước mơ của mình, cũng giống như anh vậy. Anh ơi, anh cho em hỏi là muốn thành một phi công á, mình cần có những kỹ năng gì vậy anh? Câu hỏi em rất là hay. Muốn là một phi công thì các em phải biết 4 kỹ năng thiết yếu và phải rèn luyện nó. Kỹ năng thứ nhất là kỹ năng tri giác mùi vị. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng tri giác không gian. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng quan sát nhạy bén. Và kỹ năng thứ tư cũng là kỹ năng mà anh nghĩ là quan trọng nhất, đó là kỹ năng xử lý tình huống. Thì Ủa? Rồi nghe. Dạ chú ơi, chú có điện thoại á. Người ta nói là bạn của anh Hạnh. Nói máy cho tôi đi. Dạ, để con nói máy cho chú. Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Thật là vậy hả? Ê à, ê, không biết cảm giác lại máy bay như nào ta? Ê, ê, mấy kỹ năng đó sao vậy? Đơn giản gì cô không hiểu hả? Nè, kỹ năng tri giác về mùi vị là kỹ năng nhận biết được những mùi vị đặc biệt có liên quan đến dự báo nguy hiểm. Ừ. Kỹ năng tri giác về không gian là kỹ năng định vị được những không gian xung quanh bằng trực giác và không dùng máy móc. Ừ. Và tiếp theo, chúng ta có kỹ năng quan sát nhạy bén. Đó chính là sự nhạy bén với không gian xung quanh của mình. Ví dụ như là bản đồ nè, màn hình nè và các thể loại đồng hồ trong buồng lái để có thể đưa ra cái quyết định một cách chính xác và nhanh nhất. Hiểu chưa? Ừ. Và cuối cùng, biết là gì không? Là gì vậy? Đó chính là kỹ năng xử lý tình huống, là khả năng xoay sở, làm chủ mọi tình huống bất cập. Nghe đã thật chứ. Ê, chắc là tôi thi vào học viện hàng không luôn ông ơi. Thì không? Ờ, tôi cũng thích lắm á. Mơ hả? Ông đừng có mơ, tôi đây mới là người đi trước. Đừng có mơ mà đi trước tôi. Hả? Là sao? Tôi đây sẽ thi vào học viện hàng không đó, biết không? Hả? Trời ơi, giờ không biết sao, con lo quá mẹ ơi. Con làm mẹ cũng lo luôn nè. Bởi vậy thiệt á. Ê, trời ơi, cái gì vậy? Làm hết rồi chứ, điện thoại. Nghe đi, có ai gọi mẹ? Ba con. Alo, cái gì vậy ông? Thằng anh ra ở nhà hả? Bây giờ tôi về nhà nè, bà giữ nó lại cho tôi nghe. À, nó đi là được rồi. Cút máy, ba con nó chạy về nhà liền á. Ba con. Trời ơi, chết rồi, ba mà biết ba giết con luôn á mẹ ơi. Bởi tại con ngu quá, tự nhiên lấy tiền nhà một đống cho người ta mượn. Con phải trốn thôi mẹ, con không thể nào ở đây được. Đi đâu vậy? Ê, đi đâu vậy? Con trốn vô này. Trời, đi vô trong đó, ba con vô trọng là bắt tại trận. Chạy đâu mà này, nhảy lên.
Bà ơi, thằng Anh có ở nhà không bà ơi? Bà, bà đâu? Gì vậy? Thằng Anh ở đâu rồi? Nó đâu có ở nhà, nó đi ngoài đường á. Trời ơi là trời, nó trốn rồi hả? Hả? Ông ơi, ông làm cái gì vậy? Nó đi đâu? Nó ai biết nó đi đâu? Trời ơi, tôi mà bắt được thằng này, nó sẽ chết tôi. Tôi sẽ chết nó một thằng đàn thằng. Thật chết. Mày trốn tại. Ông sao vậy? Hả? Ây da, ông ơi. Mắt tôi này. Trời ơi, bởi vậy nóng giận chi cho rồi bây giờ sao vậy? Nhớ con mắt lắm hả? Dạ, vô đây, vô đây, vô ngồi. Vô đây ngồi. Đi vô đây. Trời ơi, đó thấy chưa? Đừng có giận, cái chuyện gì cũng từ từ thôi. Bình tĩnh. Nằm im. Ôi, nhiều môn thi thể lực quá ông ơi. Ông đừng có lo mà. Tôi thấy ông giỏi mấy môn thể lực mà. Bụng ông sáu múi luôn chứ bộ. Ôi. Cố lên. Đừng coi cái gì vậy? Nè, đang coi cái học viện hàng không. Ừ. Gì? Học viện không hả? Ờ. Gì vậy? Nhưng mà ghế tôi đang ngồi mà. Bây giờ nhà tôi thích ngồi được không? Ừ. Ngồi đi. Nhưng mà laptop của anh... Tính thi hả? Có môn, mấy môn thi thể lực này sở trường của em nè. Gì hít đất, đu xà đơn đồ nè. Trời ơi, có chạy bền nữa. Trời ơi, tại mấy môn sở trường của em không á. Cảm ơn, không thèm nữa. Đi vô khác chơi. Lật lọng ghê trời. Ờ. Ôi trời, đang ở trong nhà mà đội mũ không hiểu mà. Mày bị điên hả Mẫn? À, style, cái này chắc style phi công á. Đẹp. Bây giờ giới trẻ bận vậy hả ta? Tôi trẻ mà tôi không biết luôn á. Ôi, ông làm gì vậy? Nhìn không biết à? Đây là lái máy bay đấy. Ôi, vậy mà nhìn tưởng đạp xe bán tải không đấy chứ. Mày đừng có tưởng mày biết đua xe là mày biết lái máy bay nha. Phi công gì đâu, đội cái nón hãm tài. Mấy người không cùng đẳng cấp tưởng thành mấy chuyện. Đúng rồi. Đó. Hồi bỏ vô thùng. Hồi đó nó bảo hiểm. Ôi. Trời ơi, chắc nó sợ máy bay bị dồn nước ông. Đúng rồi ông ơi. Ôi. Trời ơi, nó bảo hiểm. Ôi. Mấy tướng vậy dễ có bò lắm nè em. Ôi. Ủa. Ở trong nhà đội nó bảo hiểm. Chắc nó sợ bị dồn nước đúng không ạ? Phúc hả Phúc? Ê! Ai vậy? Phúc hả? Phúc! Trời ơi! Trời ơi! Sao mày vô mày không la lên vậy? Anh làm gì trong đây vậy? Sao trốn? Có chuyện mà... Tao trốn ba. Giờ anh không có tiện gặp ba. Mà ba hỏi em là biết anh đâu không? Nói là không biết nghe chưa? Lại gây ra chuyện gì nữa đúng không? Trời ơi! Từ nói đi. Giờ tụi đói bụng quá. Mình xuống dưới kiếm cho anh ăn đi. Không thôi nhờ mẹ bưng cơm cho anh ăn. Đói quá chịu hết nổi rồi. Chào cả nhà. Mẫn, ông lo ăn cơm đi, làm gì vậy con? Dạ con đang tập thể lực đó mẹ. Con chuẩn bị thi làm phi công. Gì? Con muốn thông báo với cả nhà một tin luôn. Là sắp tới con sẽ thi vào học viện hàng không để con làm phi công. Thi gì? Dạ con làm phi công á nội. Ban đầu á là con tính làm cảnh sát, nhưng mà con suy nghĩ lại rồi, con thấy con hợp với lái máy bay hơn nên con quyết định làm phi công. Mày mà thi vô hàng không, mày có nước ăn hàng ở không thì có. Anh nói gì? Thằng Anh ở đâu rồi bà? Nó đâu có nhà mà. Con có thấy thằng Anh đâu không? Dạ chắc là ảnh qua nhà bạn ảnh rồi ba. Ủa, làm gì hai người trừ đồ cho ai vậy? Thì tại vì nó xa quá, để gần gấp cho tới. Dạ. Gấp nó dễ ba. Ừ. Ủa,
mà con nói con thi phi công sao cái nhà không ai quan tâm con hết vậy? Thì cái gì? Đổ từ nổ vừa vừa phải thôi. Rồi con nói thiệt mà con quyết tâm rồi, lần này là con sẽ thi phi công, con làm phi công, con sẽ lái máy bay. Có biết đâu được một tương lai nào đó con sẽ chở ông nội đi thì sao? Rồi, con làm phi công. Nhưng mà trước khi làm phi công học giỏi lên nghe không? Con chắc chắn với mẹ là đợt này con sẽ học xuất sắc luôn. Tiếng Anh cũng phải giỏi nữa. Dạ. Con nói, nổ gì vừa. Thằng Anh á. Nè, con nói cho cả nhà biết nha. Đừng có ai mà hòng là giấu giếm thằng Hạnh nha. Tôi mà phát hiện ra ai mà giấu thằng Hạnh á thì tôi sẽ phạt chung với nó luôn đó. Nói trước cho cả nhà biết. Cái thằng bất tài vô dụng đó, gặp nó biết sai rồi. Ây cha, tự nhiên con mắt nó càng ngày càng đau là sao trời. Famikit vị sô-cô-la, uống ngon chóng lớn. Phúc hả? Em đây. Anh đói lắm hả? Bà có nói vậy không? Bà có nói vậy anh không? Bà nói bà gặp anh là bà giết anh đó. Cái ông bạn gì mượn tiền của anh đó, mở công ty làm ăn cái gì đó đó, rồi còn dám cả gan gọi ba, rồi mời ba hùng vốn làm ăn nó mới ghê chứ. Thằng nó khốn nạn vậy trời, nó gan vậy. Nó làm như chết anh rồi. Anh ơi. Bạn. Anh ơi. Hết bằng người viết. Gì hết hồn như vậy? Nè, sao anh gây chuyện hoài vậy hả? Ba đang kiếm anh quá trời quá đất đó. Ba mà có hỏi đừng có nói là anh ở đây, đừng có chỉ anh nghe chưa. Thiệt á, em muốn cho anh một trận ghê luôn á. Thôi mà, giúp anh đi mà. Dạ thôi được rồi, chị xuống đi, chị đứng đó lỡ ba nghi á, ba lên bắt kiếm bây giờ. Ê, thằng Anh đâu? Thằng Anh đâu? Ba. Bỏ ra đã. Dạ. Làm gì ở đây? Giấu thằng Hạnh trong này phải không? Dạ đâu có, anh Hạnh đâu có trong này. Dạ ra coi. Con đang nói chuyện với lại chú Phúc. Rồi, dạ ra. Giấu thằng Hạnh trong này, chắc chắn nó trong này. Đi ra. Dạ. Hạnh đâu? Cái gì vậy ba? Thằng Hạnh á, hả? Dạ đâu có, anh hai đâu có trong này ba. Ây da. Giấu nó ở đâu? Dạ anh Hạnh đâu có đây đâu mà giấu ba. Chắc chắn nó trong này. À, không có ba ơi. Anh Hạnh ơi, chạy đi, ba kiếm anh kìa. Hả? Nó đâu? Chạy đi. Nó đâu? Anh, trời ơi, xuống cầu thang rồi. Ba ơi, ba rảnh đi ba. Ba ơi, từ từ nè ba. Ba có điện thoại nè, Mẫn nó gọi. Ê, ba nghe giùm tôi đi, người tôi xà bông không à? Vậy tôi nghe nha. À. Alo, Mẫn hả? Ủa, rồi thiếu gì hả? Kiếm con gặp cô Hiền chút xíu đi. Cô giáo của con á, đang tắm rồi. Trời, bà tắm lâu lắm, chắc cũng phải một tiếng nó mới xong á. Tiếng nữa con gọi lại nha. À, khoan, tiếng. Tiếm hỏi cô Hiền của con là con thi vô trường làm phi công á, có hợp không tiếm? Hả? Ờ, vậy đợi thiếm xíu, thiếm mở lo lớn lên để cho con nói chuyện với cô giáo luôn nha. Dạ. Diệu Hiền ơi. Ơi. À, Mẫn nó có chuyện gấp hỏi bà. Tôi mở cửa xíu được không? Tôi mở lo lớn cho bà nói chuyện với nó nha. Ok bà. Nè, nó hỏi bà là nó muốn làm phi công. Nó hỏi ý kiến của bà coi làm sao á. Ừ, làm phi công được á thì tốt lắm nha Mẫn. Rồi, con nghe rõ chưa? Cô giáo con nói á, làm phi công được á thì tốt lắm á nha. Thiệt hả Tiến? Mà rất tốt là sao hả Tiến? Sao tốt hả? Tính đâu biết đâu, đợi xíu nó hỏi lại nha. Nè bà ơi, Mẫn nó hỏi á là sao tốt tôi không có biết. Ừ, thì làm phi công á, oai lắm mà. Ừ. Đó, cô giáo con nói làm phi công được là quay lắm nha. Con nghe không? Alo.
Vũ Hiên. Sao bà đứng phân chạy cho tôi vậy? Cái điện thoại đâu? Tôi lấy cái điện thoại chà chân đấy nè. Để đèn tôi lao cho. Cái bà này hậu đậu thiệt á. Làm cái công này là quay lắm á. Thôi vậy được rồi, được rồi Thiếm. Mình thông cảm ơn Thiếm nha. Ê ê, nhưng mà bà phải nói với bọn á là phải ráng học thiệt là giỏi nghe không? Ờ, tôi biết rồi, để tôi dặn kỹ lại vậy nha. Ờ, cô giáo con nói là con phải cố gắng học thiệt là giỏi, mới biết không? Vậy nha. Mẹ. Lộc ơi. Rồi. Xuống đây chi vậy? Đói bụng quá mấy hôm nay không? Ba con về bất tử rồi sao? Ba đi qua phòng khám mà khám mắt gì rồi mà. Thôi lỡ ba về ba thấy là chết đó. Ăn lẹ mà. Trời ơi đói bụng quá không về lo trốn không còn ăn uống gì được đâu. Thiệt tình luôn á. Ủa, ông ơi ghế nè. Ghế ghế ba. Ngồi 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 xuống ngồi xuống. Ba ơi sao rồi ba? Sao rồi? Bác sĩ bôi thuốc cho mắt của ba rồi. Bây giờ tạm thời mắt ba không thấy đường. Không thấy đường hả? Dạ. Sao bôi cái gì? Ông bác sĩ này khó chịu quá, thấy gì trơn trọi. Rồi bác sĩ có nói là trong bao lâu mình không thấy đường không ba? Không có nói. Bác sĩ chữa bệnh kỳ quá. Con mắt mà nặng với con mắt người ta. Không thấy gì trơn trọi. Chữa bệnh được yếu gì mà xưa quá trời quá đất. Thôi đừng giận, đừng giận. Đường anh đâu rồi? Nó đâu có ở nhà đâu. Bà sao ông hỏi nó hoài vậy? Bỏ qua chuyện nó đi ông. Bỏ qua sao được mà bỏ qua. Riêng cái thằng đó, tôi mà bắt được nó tôi đánh cho nó chết đít ra đó. Bực mình cái thằng này quá. Con mắt sao mà. Đó đó. Ai mới đi sẹt ngang đó. Dạ con. À con thấy không? Mắt dạ. Giờ nhìn thấy hai ba người không có chết rồi. Bà làm cái gì? Bà làm gì bóp chân tôi vậy? Ờ không có. Tôi thấy ông giận quá tôi xoa giận ông. Đừng có giận quá ảnh hưởng con mắt nghe. Thằng láo cá sợ luôn. Hả? Đâu nói đâu. Bà ăn cơm ba. Không, ăn nổi mệt quá, nhức mình quá. Thì để đưa ba lên. Cái gì ai cản được? Ai cản, cản đâu mà. Ôi không thấy đường mà đa nghi thấy sợ luôn vậy. Phải chừng cho ba, tấm kiến trước á. Cả nhà ơi, con về nè. Ủa? Lui lại nào, để tôi ôm thằng con trai của tôi coi. Trời ơi. Ra đi, tới em. Bạnh quá. Con trai cưng mẹ. Cho bà ôm một miếng coi. Trời ơi, Mẫn ơi, con mặc bộ đồ này con quay phòng quá. Con đẹp trai quá con ơi, con gái chết với con. Ngồi xuống đi con. Dạ. Ăn trái cây đi con. Dạ. Rồi sao rồi? Có học bay rồi, bây giờ có lái máy bay được chưa? Dạ rồi chứ ba. Cảm giác mà ngồi trong buồng lái á, đã lắm. Wow, vậy là con đã lái máy bay rồi hả? Trời ơi, Mẫn ơi, mẹ tự hào vì con dễ sợ luôn á. Ủa, mà anh hai con đâu rồi? Trên lầu. Để con lên kêu anh nha. À, Mẫn à, Mẫn nó về đó con. Trời ơi, bên bốn nhà mình mà đi máy bay nói bái chắc trời khóc không á. Con vui con khóc không luôn á. Ô, chào anh hai. Về rồi hả? Giờ này công tác học hành của anh sao rồi? Có ổn không? Nói cho anh biết là anh đừng có căng thẳng quá. Mấy chục kỳ thi nữa anh sẽ đậu thôi. Cố lên. Sao đâu, cần gì giúp đỡ thì cứ nói, em sẽ giúp cho anh ha. Thôi lên,
Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Ôi con sóng ngày xưa và chào các em vẫn thế. Hello everyone, hello. Mở lâu hai em về thăm cô hả? Yes. Cô khỏe không cô? Cô khỏe lắm. Cô à, sau giờ học con và cô thể đi ăn được không? Đẹp trai. Thôi mà hai đứa đừng có cách sáo vậy mà. Có gì đâu cô, ngày sau cô cho tụi em nhiều hơn nữa mà. Ủa nhưng mà hai đứa kia. Trời ơi, cái thằng này, mày bị điên thiệt rồi. Bộ mày tính đi tắm mày cũng đội cái nón bảo hiểm hả? Không được xúc phạm phi công nghe chưa. Trời đất ơi, phi công cái đầu mày, mày phi khùng chưa có. Mày bớt bớt giùm tao đi, nhà này một mình ba mình là đủ mệt rồi. Rồi thua luôn, thua với nó luôn. Thôi mày bay đi, mày muốn làm gì mày làm đi. Trời má ơi. Rồi điên luôn. Có ai không? Trời đất ơi, nhà này riết rồi đi đâu mất tiêu hết trơn. Không thấy đường mà gặp cái tình trạng. Con rồi đây, trốn hả? Định trốn ba trăm bao? Cái gì vậy? Giữ bà lại hả? Ông ơi, sao ông nắm tay tôi vậy ông? Ông nắm tay tôi vậy? Ủa bà? Tôi nè. Sao tay bà bự tôi lâu vậy? Thì tại tay tôi mấy chục năm nay làm công việc nội trợ kia nó bự. Bị không tin không? Tin này rời mặt tôi nè, rời mặt. Thấy không? Nhà chợ ông nè. Mặt bà. Mặt tôi nè. Ủa sao mà cái da mặt bà sao nó khác chứ cái da tay bà vậy? Trời ơi, tôi thứ chi đâu khác. Quên. Thấy không? Thôi đi vô trong nghỉ ngơi đi. Bà. Tôi nè. Sao tôi bị ám ảnh cái thằng này hoài vậy? Thôi mắc bị vậy thôi, đừng nhớ gì hết. Vô trong nghỉ ngơi đi ha. Đi vô trong nghỉ ngơi đi. Tôi gì mà tướng thằng Hạnh? Không có, nó không có nhà. Nó trốn tôi hả? Vô trong nghỉ ngơi nghe. Anh có gì? Hả? Không biết đâu, ngủ quá trời buồn ngủ à. Ngủ mà ra đây ngủ. Chứ giờ ngủ đâu, giờ trong nhà ngủ đâu. Trốn vô khác ngủ đi. Con thiệt tình luôn. Mẹ thương con không? Mẹ thương rồi sao? Căng cho con ngủ một chút, con buồn ngủ quá. Nghĩ sao đi chỗ khác ngủ, không quạch ba mày ra nữa. Trời ơi, nói vậy rồi ngủ rồi ra. Thì tình muốn cái thằng này. Trời ơi, ngủ còn ai nữa. Cái thằng này, anh đang học bài mà mày cứ đấm vậy hoài vậy? Sao anh học được? Anh nhiều chuyện quá. Anh nói bởi anh lo chuyện của anh đi, nói qua đây chi? Chết rồi, không ổn rồi. Bị gì ạ? Em không biết nữa. Từ nãy giờ nó cứ đau ngay chỗ này hoài à. Nè, Mẫn. Hả? Tự nhiên đang đánh chứ bị đau bụng hả? Hả? Chết rồi, có khi nào mày bị ung thư không? Tào lao à. Đâu đâu à? Anh coi cho. Đau chỗ này hả? Đau. Đau không? Đau. Đau không? Em nói đau thiệt mà. Chết rồi. Thôi để anh chạy ra anh kêu ông nội nha. Chi? Kêu ông nội vô cứu em. Thôi. Ông nội chăm cứu em đau hơn nữa. Thôi được rồi. Chắc nhiều khi em sức dầu cái là xong rồi. Tùy em thôi. Cái này em đau mà phải anh đau đâu. Anh kiếm giùm em chai dầu phong đi. Dầu hả? Ờ. Xịt dầu thơm được không?
Anh tào lao hả? Lấy dây vào phòng cho em mới lên, đau quá. Ông ơi, dậy, dậy. Dậy ăn sáng. Dậy. Mắt còn xuống lắm hả? Nhớ nhỏ thuốc nha. Nè, cái gậy đầu giường này nghe không? Tôi xuống tôi dọn rồi xuống ăn sáng nghe không? Nghe không? Dậy đi nghe. Ông ơi, bụng thấy gì hả? Đâu có. Giờ đi đâu phải la lên vậy đó. Để cho nó có mặt thì nó lên tiếng mình bắt. Ây dạ. Này nè, trời ơi, mắt muốn thấy mà đi đâu vậy? Tôi nói nó sợ ông quá cho nên nó bỏ đi thì nó không có gọi điện thoại về nhà nữa. Từ nào nó mới về? Ai có biết đâu. Ai lấy cây gậy của tôi rồi thì giờ tôi mất phương hướng hết trơn hết rồi. Thôi thôi đừng có nóng giận, không tốt cho sức khỏe ha. Thôi vô ngủ nữa đi. Đó đi rồi đụng á. Đi đâu? Muốn đi đâu? Đi xuống bếp. Tôi dắt đây, ông đi nghe. Thôi, tự đi. Đi coi chừng đụng đó. Coi chừng nha. Cái bàn, cái ghế đó. Cái ghế. Đó, thấy chưa? Thì đụng bà vô mới biết cái ghế. Bà sao không bà? Không. Cẩn thận nha bà. Ai vậy? Con Phúc mà bà. Phúc hả? Dạ. À. Bà cẩn thận nha bà. Ừ. Ai? Bà. Ủa ba tự đi ra đây được rồi hả? Không, đi, ai lấy cây gậy của ba rồi, ba mò mò ra ba đi thôi. Mắt của ba chưa có khỏe hẳn đâu đó, ba nghỉ ngơi nhiều nha. Ờ. Dạ. Mày hả mày? Mày hả mày? Mày trốn hả mày? Trốn hả mày? Ủa có chuyện gì vậy ông? Sao? Mày! Sao ông đánh chú Đức Hạnh Hoài với chú lớn rồi mà? Lớn cái gì? Mày là hành phá hoại. Mày tưởng tao đuôi mù. Mày trốn tao hả? Đau tay á, ông lấy gậy ông đánh đi ông. Mày, ê, buông ra, buông ra. Mày tưởng tao mù hả mày? Trời ơi trời, nó chạy đi đâu? Nó chạy đi đâu? Ủa ông Minh, sao ở dưới nhà ông nội giờ chú Đức Hạnh quá trời mà chị lại không biết hả? Không biết. Có gì kỳ vậy? Gì vậy? Đau cái gì? Bị đau ở chỗ này nữa nè. Sao mà Kêu người lớn cho em đi lên. Tôi nói ông rồi, tập mà cứ đội nón bảo hiểm nhất cái đầu ra. Đau ở đây hả? Đau, làm cái gì? Xuống kêu mọi người đi, để tôi. Tôi nghĩ tôi bị đau bao tử quá. Mẫn bị ung thư rồi. Ba mẹ ơi. Ráng bình tĩnh đi để mẹ con coi kết quả coi làm sao nghe. Đau quá. Ôi mẹ tới rồi. Anh đẩy nó vô phòng chờ giùm em cái. Ủa sao vậy? Vô phòng chờ chi mẹ? Chờ mổ. Thôi bị gì mà chờ mổ? Bị viêm bao tử nặng nên là phải mổ. Trời đất ơi, con không mổ đâu, con muốn về. Về cái gì mà đi vô phòng chờ đi anh. Ủa, nhanh lên. Con hết đau rồi, con hết đau. Thôi ngồi sao đi. Mày điên hả? Con bị đau nặng lắm rồi, con phải mổ mới hết. Nó bị từ hôm qua đến giờ đó ba, mà nó không cho con nói nghe hết á. Sao vậy? Thì tại nó muốn thi phi công đó mà bị viêm bao tử nè, rồi lên máy bay kính nữa, nó thả một trái bom như ba là. Con đừng có tào lao đi. Ba có bao giờ lên máy bay làm mấy cái chuyện đó. Em nó bệnh rồi bây giờ phải lo chứ, mà nó có chuyện dưỡng dưng như vậy hả? Nè con có bị hiểu lầm gì không vậy? Khi mình bị đau bao tử mình mổ thì vẫn thi phi công bình thường mà. Thôi không, mày nói gì không đúng đâu, con không tin đâu, mày gạt con. Đẩy vô phòng chờ liền. Ôi, con mổ đó chứ con về đi mà. Ôi, con về. Em ơi, bây giờ em bị bao tử nặng lắm rồi, phải mổ thôi em ơi. Dạ thôi, em không mổ đâu bác sĩ ơi. Không được, bắt buộc phải mổ. Xin lỗi bác sĩ. Nè con nói chuyện với bạn mẹ nè. Chú dạ, làm phi công á nha. Dạ, con chào chú. Dạ, sao chú? Không sao hả chú? Dạ, vẫn thi được chú. Bị bao tử vẫn thi được chú. Tất nhiên, lúc trước chú mổ được thừa, vẫn được làm phi công đây nè.
con cứ yên tâm mổ đi nha. Dạ, 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 được rồi, con cảm ơn chú nha. Dạ, dạ, con yên tâm rồi. À, dạ. Sao, yên tâm mổ chưa? Dạ, ok mẹ. Cái này là sao vậy? Sao là sao? Thì mình là người đẹp, còn bạn là quái vật đó. Bạn không nói ngày hôm nay là ngày gì hả? À, hôm nay là Halloween. Hôm nay là ngày chúng ta chia tay. Cái gì vậy? Dạ. Sao hai đứa bị hôn nhau vậy? Chị này quan cơm hả? Nay em đây hả? Ủa? Mày nói gì chị vậy? Em làm cái gì vậy? Sao lấy tiền của mẹ hả? Ôi, em đang cần gấp lắm chị ơi. Cô ơi, cứu em với. Xạo cô đâu. À, đi 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 xuống bếp lấy bánh trái. Chị hai anh, lấy lên, lấy lên. Ủa, tụi này nó làm sao ta? Em sẽ trả thù những gì mà anh đã từng đến tí nha. Tao sẽ bẻ sừng của mày con quái vật. Đón xem tập 104 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 18/7/2017 trên kênh HTV7. Famikit vị sô cô la uống ngon cháu lớn. Gia đình là số 1. 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 Wow. 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 Tháng năm này có gì hot? Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là tụ số hào, tụ số hào. Từ nhà sản xuất, gia đình là số 1. Gang of God. Một series sitcom hài độc lạ, một siêu phẩm truyền hình đình đám của Thái Lan đã có mặt tại Việt Nam. Việt bộ siêu hài. Anh rất là khác với bạn trai xưa của em. Nước miếng này cũng là nước miếng nhân loại với nhau mà. Tình huống khó đỡ, hài hước xảy ra trong đời thường. Chạy, chạy, lên đi. Chạy, lục chị còn ở đó. Harry. Tôi dễ là dễ bằng đam mê, bằng đam mê. Những nhân vật hóm hỉnh, bá đạo. Trong cái phòng khách này đang có rất nhiều cái sai. Phải đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Nhưng con không có biết lựa. Cho ăn thử luôn cái hay ngọt thì mình lấy. Nghiệt, 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 nghiệt. Ba con 150. Hả? Cái gì? Được thể hiện đà sắc màu bởi những nghệ sĩ tài năng. Em cảm thấy anh phi diệu. Hôm nay mới biết là cái bộ mặt của anh là như thế nào nè. Ơi là thế dài dớ quan tầm lớn. Anh đẹp trai lắm á. Sao chú bắt con? Coi như là nhà của mình, tự nhiên nó thoải mái lên có gì đâu. Trời ơi, giống như cái bệnh địa vậy. Em chịu chứ. Cả lớn cả bé, hai con nó tấn công thì cá mập cũng phải chết. Tại sao? Nhập viện hết rồi. Bắt hả? Dùng lên. Anh thích bông gòn không? Ở đây có bông súng không? Sao có gì súng được không? Hả? Hãy té đi, hãy dìu em té đi anh. Ôi. Nè, anh yêu. Mày có tin tao kêu 500 anh em bán mảng cầu vợ tới đây hốt cái căn nhà mày không mày? Tôi gặp cao thủ rồi trời ơi. Cuộc đời thật lắm tai ương, tại sao tôi lại dễ thương thế này? Cuộc đời thật lắm éo le, tại sao tôi lại cứ te thế này? Tiên nữ. Đón xem Biệt đội siêu hay, hai buông móc cười lăn lóc, phát sóng thứ 6 hàng tuần vào lúc 21:50 bắt đầu từ ngày 19/5/2017 trên kênh HTV7. Đi cùng em, đi cùng em, đi cùng em đi khắp thế gian.